Rồi, ta thử chữa đề số 13 này. Có 5 câu. Bài tập 1. So sánh một cách hợp lý. Ngoài bạn Huy có thể là IA không? Em thưa thầy, ý à, ta có 1 phần 16 tổng mũ 200 thì em giữ nguyên. Và còn 1 phần 2 tổng mũ 1.000 sẽ bằng 1 phần 2 tổng mũ 5 nhân 200 sẽ Rồi. bằng 1 phần 2 Một tổng mũ 5 tổng phần mũ hai 200. mũ 1.000 này sẽ bằng 1/2 mũ Tổng năm mũ mũ 2 5 nhân 200. Ơ 1 phần 2 thầy. đúng không? 1 phần 2 tổng mũ 5 nhân 200. Này gì? Vâng. Sẽ bằng 1 phần 2 tổng mũ 5 tổng mũ 200. Là bằng 1/16 ấy này hay là Vâng. Bằng 1 phần 16 tổng mũ 200. 1/32 chứ. Một à ừ đúng rồi 32. Vậy thì sao? Cái này thì sao? Rồi suy ra được là 1 phần 16 à nhầm 1 phần 16 mũ 200 lớn hơn 1 phần 32 mũ 200 thì suy ra 1 phần 16 mũ 200. Ghi như này cũng được cho nó gọn Vâng. gàng. Rồi bạn Linh này B nào. Thầy sẽ là 32 mũ 27 thì sẽ bằng mà hoặc 2 mũ 5 tất cả mũ 27. Chưa nói đến số âm luôn nhé. Nó sẽ bằng 2 mũ 135. Rồi. Sẽ nhỏ hơn 2 mũ 156. Hai mũ 156 sẽ bằng mở ngoặc 2 mũ 4 đóng ngoặc mũ 39 sẽ bằng 16 phần 16 mũ 39 Rồi. sẽ nhỏ hơn 18 phần 39 à 18 mũ 39. Rồi. Như vậy là cái đầu này đang nhỏ đi cuối này. Đúng chưa? Vâng. Phải suy ra điều gì? Ra là mở ngoặc âm 32 đóng ngoặc mũ 27 sẽ lớn hoặc Lớn hơn. âm 18 phần 2. Đấy, bạn Linh mà nãy trình bày như này là rất là chuyên nghiệp. Rồi, vậy tốt rồi. Bài số 2. Bạn Minh làm IA. Ừ, thầy vì ta có 2x thì một tất cả những 4 là 16. Em tắt bớt đi một cái mic ở máy của em. Và những bạn khác tắt mic đi. Bằng Để từ từ xem còn ai còn nhà em như còn điện thoại đang dùng. Rồi. bằng 2x trừ 1 tất cả mũ 4 sẽ bằng bằng 2 mũ 4 hoặc âm 2 mũ 4. Từ đó suy ra 2x trừ 1 bằng 2 hoặc 2x trừ 1 bằng âm 2. Suy ra 2x bằng 3 hoặc 2x bằng âm 1. Thì đơn giản đi, đúng không? Vậy x sẽ thuộc 3/2 âm 1/2. Rồi. Ý B.
2x cộng 1. Vốn Huy nè. Huy. Suy ra 2x cộng 1 tổng mũ 6 trừ đi 2x cộng 1 tổng mũ 4 sẽ bằng 0. Suy ra tiếp. Tương đương. À vâng, tương đương 2x cộng 1 tổng mũ 4 nhân mở ngoặc 2x cộng 1 mũ 2 trừ đi 1 bằng 0. Suy ra 2x cộng 1 mũ 4 bằng 0 hoặc là 2x cộng 1 mũ 2 trừ 1 bằng 0. Tương đương 2x cộng 1 bằng 0 hoặc là 2x cộng 1 mũ 2 bằng 1. Bằng 1. Thầy làm luôn. À. Làm luôn vậy thì thành đúng rồi. Được chưa? Tương đương x sẽ bằng âm 1 phần 2 2 x sẽ bằng âm 1 phần 2, x bằng 0 và x bằng âm 1. Rồi, ok. Còn C. Có nào xử lý được C không? Xử lý được IC không? Rồi, cái này cũng chỉ có trường hợp 1 thôi. Tương đương. Trị tuyệt đối của x cộng 3 trừ 8 bằng 20. Trị tuyệt đối của x cộng 3 trừ 8 bằng âm 20. Tương đương trị tuyệt đối của x cộng 3 bằng 28. Dưới này là trị tuyệt đối x cộng 3 âm 12, này là loại. Loại. Tương đương tiếp. Đương để chỗ kia thì lại x cộng 3 bằng 28. X cộng 3 âm 28. Cái một anh dụng rồi mà anh vẫn tiếp tục đi. 25 âm 31. Vậy x thuộc 25 là âm 21. Ok. Này số 3. Toàn đọc xem nào. Hay là vì mở ngoặc 3 cái 3x trừ 5 mở ngoặc mũ 2006 sẽ lớn hơn bằng 0. Với mọi x. Phải. Mở ngoặc với mọi x y bình trừ 1 mũ 2008 sẽ lớn hơn bằng 0 với mọi y. Mở ngoặc x trừ z mũ 2100 sẽ lớn hơn bằng 0 với mọi x phẩy z. Suy ra 3x trừ 5 bằng 0. Rồi. Y bình trừ 1 bằng 0. Suy ra 3x trừ 1 5 bằng 0. Y bình trừ 1 bằng 0. X trừ z bằng 0. Tính x trước. Suy ra
tương đương với là x bằng 5 phần 3, y bằng cộng trừ 1, còn 5 phần 3 trừ z bằng 0. Z bằng 5 phần 3. Z bằng 5 phần 3 luôn. Rồi. Vậy. Vậy. Vậy x bằng x y z thuộc. Bởi vì y nó có hai số của y có hai số. Đôi bộ thứ nhất là gì? Bộ thứ nhất là 5 phần 3 với 1 với 5 phần 3. Bộ thứ hai là 5 phần 3 với 1 với 5 phần 3. Thế thôi. Em chép đã, em mới nháp ra thôi. Rồi, ok. Đấy, làm nên phải bản lĩnh, làm cứ rụt rụt rè rè. Chưa, tốt. X phần 2 bằng... Rồi. Hay là x phần 2 bằng y phần 3 bằng z phần 4 và sẽ bằng x mũ 2 trên 2 mũ 2. Xong sao nữa? Suy ra là x mũ 2 trên 2 trên 2 mũ 2 4 sẽ bằng y mũ 2 trên 9 sẽ bằng z mũ 2 trên 16. Rồi. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có. Có là x mũ 2 trên 4 bằng y mũ 2 trên 9 bằng z mũ 2 trên 16. Nó sẽ bằng x mũ 2 cộng y mũ 2 cộng z mũ 2 trên 4 cộng 9 cộng 16. Nó sẽ bằng 116 phần 29 ạ. Nó sẽ bằng 4. Chỗ này em thêm câu suy ra tựa và cùng dấu nữa. Rồi, suy ra gì đây? Suy ra là x sẽ bằng 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 2 bằng 8. Sao lại 4 nhân 2 ở đâu? 4 nhân... Đây là x bình rồi chứ. Không được đánh vào đây đâu, đây đây đang đứt quãng rồi đấy. Đấy, x bình năng x bình trên 4 bằng 4 này này, x bình nó sẽ bằng 16. Y bình nó sẽ bằng 9436. Z bình 16 nhân 4 này, 64. X sẽ bằng cộng trừ 4 này. Y sẽ bằng cộng trừ 6 này. Z sẽ bằng cộng trừ 8 này. Mà x, y, z cùng dấu. Cùng dấu cho nên dương dương cả. Suy ra x, y, z thuộc x, y, z thuộc 4, 6, 8. Rồi, nếu mà bỏ cái chữ, bỏ cái đoạn cùng dấu đi mà em viết là vậy x bằng 1, x bằng 4, phải âm 4, xong rồi y bằng cái thứ được không thầy? Phải có lý do à. Chứ còn nếu mà không nói như vậy thì nó có thể là 4 này, âm 6 này, dương 8 này, hoặc là 4 này, âm 6 này, âm 8 này, và bao nhiêu tổ hợp như vậy, làm sao mà hết được. Toàn hiểu chưa? Nó lung tung, nó nhiều tình huống lắm, mà vì là nó cũng đồng bộ cho nên là nó chỉ có hai cặp thế này thôi. Bài này thì
Em dùng cách này thì cũng được, nhưng mà để nó không bị lằng nhằng thì tốt nhất là người ta dùng cái đặt ca. Cứ lũy thừa đặt ca là nhàn nhất. Cách hai đây. Đặt x trên 2 bằng y trên 3 bằng z trên 4 bằng k. Suy ra x bằng 2k, y bằng 3k, z thì bằng 4k. Mà bình cộng y bình x thì chính suy ra x ở đây là y là 3k, z là 4k, cả bình 116 thì là 4k bình cộng 9k bình 16k bình 16 này là 29k bình. K hình phương bằng 4 tương đương k bằng cộng trừ 2. K bằng cộng trừ 2. Với k bằng 2 thì suy ra x bằng 4, y bằng 6, z bằng 8, chấm phẩy với k bằng âm 2 thì suy ra x bằng âm 4, y bằng âm 6, z bằng âm 8. Nhưng ai hiểu rồi. Đấy, đặt k nó nhàn hơn cái trên, khỏi phải lập luận lằng nhằng. Đầu tiên làm gì ạ nào? Đầu tiên phá ngoặc. Rồi. A bằng 11 x mũ 4 y mũ 3 z mũ 2 cộng 20 x bình y z trừ 4 x y bình z cộng 10 x bình y z trừ 3 x mũ 4 y mũ 3 z mũ 2 Từ đã. trừ. Cô Trừ. rồi trừ trừ 2008 x y z bình trừ 8 x bình 8 x 4 y mũ 3 z mũ 2 bằng a bằng mở ngoặc Rồi, thu 11 gọn luôn đi xem có cái gì. Chú này này. rồi sẽ là có 10 Diệt chú nào? Diệt chú này 11 này. vừa đấy với ba ba một số cuối nữa Còn cái gì không? còn ạ 14 14 là còn 6 x mũ 4 y mũ 3 z mũ 2. Sáu ở đâu? 6 rồi. Tại sao lại sáu? Ai nhầm? 7. Còn âm, còn âm. Còn âm. Lại âm? Âm 11. Ui, bằng 0, không không có, không có, không có gì, diệt rồi. Rồi, hết sạch chứ cái gì nữa. Rồi, tiếp nào. Còn còn 30 mũ 30 x bình y z 30 ở đâu? 20 x bình Đây, cộng ghép chỗ với này này. 10 x bình y z đây với cái kia. Rồi. Hết chưa? Kết quả là Hết rồi, hết rồi. 30 30 x bình y z trừ 4 x bình z
trừ 2008 xy z bình bậc của nó là 4. Rồi, A có bậc là 4. Dạ, A có bậc là 4. Đúng không bạn? Đi rồi, suy ra A có bậc là mấy? A bậc là 4 ạ. Tại sao lại bậc 4 nhỉ? Đây, này bậc 4 này. Chúng ta bậc 4 này. Bậc 4. Rồi, vậy thôi. Thì A, xong. Ý B. Tính A khi có cái điều kia. Em suy nghĩ đi. Chúng ta thấy là A bằng này. Thì chúng ta thấy là đây có xz này, đây có xz này, đây có xz này. Vậy chúng ta đặt xz ra ngoài. 2 xz ra ngoài. 2 xz. Trong còn gì? Trong còn số 2 đặt đâu rồi, trong còn 30. À 30 đặt 2 rồi còn 15 thôi. X bình đặt x rồi còn x. Y trừ 2 x thôi. Bởi vì là x bình đặt x ra rồi, z đặt z ra rồi. 2008 thì đặt ra ngoài thì còn 1004. X đặt rồi, còn y và z nữa. Đấy. Chúng ta thấy là cứ 15x. À đây, 1004z thì chính là bằng 15x trừ 2y. Đấy. Vậy có 1004z rồi, chúng ta thử thay vào xem nào. Do mà 15x trừ 2y bằng 1004. Z. Suy ra A sẽ bằng 2xz này. Nhân với mở ngoặc vuông này, 15xy trừ đi 2x giữ nguyên. Trừ đi, đây là 1004z đây rồi. Thì chúng ta thay bằng 15x trừ 2y. Nhân với chữ y nữa. Đó. Tại sao vậy? Bởi vì cứ 2004z thì chúng ta đã thay bằng đây 2 1004 1004z, thì chúng ta thay bỏ cái y lại thì chúng ta sẽ thay là 15x trừ 2y đây. Kết quả A sẽ bằng 2xz nhân với mở ngoặc 15xy trừ đi 2x trừ 15xy cộng với 2y bình A sẽ bằng 2xz giữ nguyên này. Chúng ta thấy này, 15 diệt 15 chỉ còn lại là 2y bình trừ đi 2x ta quay lại cái đoạn này, chúng ta bị nhầm. Ở đây A sẽ bằng bao nhiêu đây? Từ từ làm thôi. A sẽ bằng cái đám 11 thì hết rồi này. 30 x bình yz đúng rồi này. Trừ đi 4y bình z. Đây. 4
x 4x y bình z trừ 2008 x y z bình. Rồi. Suy ra a cũng có bậc 4. Đúng như vậy, mà chúng ta bị nhầm. Ý B. Ý B thì chúng ta xử lý cân A này. Chúng ta đặt ở đây chúng ta thấy là có x, y, z đặt ra ngoài. 2 x, y, z đặt ra ngoài. Bằng 2 x, y, z đặt ra ngoài. X này. Y, z đặt ra ngoài. Trong còn gì? Trong còn 15. X trừ đi 4 đặt 2 rồi. Còn 2. 2y trừ 1004 z mà 15x trừ 2y lại bằng 1004 z. Suy ra 15x trừ 2y trừ 1004 z sẽ bằng 0. Vậy suy ra a bằng mấy? À, không. Làm chuẩn nhanh gọn vậy. Toàn nhá. Mấy do lỗi thì giáo nhá. Rồi, chúng ta thấy như sau. Thì a góc b ah. Góc b ah cộng với góc HAC bằng 90 độ. Do mà CI đi vuông góc với AH. Từ đó suy ra góc HAC HAC chính là góc IAC cộng với ACI bằng 90 độ. Từ đó các em sẽ suy ra góc BAH BAH bằng góc ACI. Rồi bây giờ xét hai tam giác được rồi. Sẽ tam giác ABH và tam giác CAI ta có đây là AB bằng AC. Nó giả thiết góc BAH góc ACI chứng minh trên. Rồi hai góc góc H góc BHA bằng góc AIC bằng 90 độ là giả thiết. Đó hai tam giác này bằng nhau. ABH CAI hai tam giác vuông bằng nhau trong trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Cạnh huyền góc nhọn. Từ đó sẽ suy ra BH bằng AI hai cạnh tương ứng.
chúng ta sẽ xử lý ý B. Cái này không đổi. Vậy thì sao? Ta thấy là BH bình cộng CI bình. Xét tam giác. AIC có CI bình cộng AI bình bằng AC bình. Không đổi, chỗ này là không đổi rồi. Vì AC nó cố định rồi. Thế thì mà đây, mà đây là CI. CI à đây. CI AI. Rồi AI đi. AI lại bằng BH theo IA. Cho nên các em suy ra được là BH bình cộng CI bình đương nhiên là không đổi, bởi vì hai cái này tổng nó bằng nhau, tổng trên không đổi, tổng dưới cũng không đổi, điều phải chứng minh, điều phải chứng minh. Ok, để ý B. Chúng ta thấy như sau. Tam giác ABC cân tại A. Giả thiết MB lại bằng MC cũng theo giả thiết. Từ đó suy ra AM vuông góc BC để tính chất tam giác cân. Tam giác cân thì đường trung tuyến và đường cao. Suy ra xét tam giác ACD, ADC có hai đường cao. AM CI. Suy ra N là trực tâm. Giao các đường cao là trực tâm. Nó là ADC. Vậy thì suy ra DN nó sẽ là nằm trên đường cao, đúng không? Suy ra DN vuông góc với AC. Hết. Các em suy nghĩ đi. Hướng dẫn các em sau. Xét tam giác BHM và tam giác AIM có BH bằng AI. BH bằng AI theo IA. BH thì bằng AI. BM thì bằng AM. Tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông. Đường trung tuyến trong tam giác vuông. Đường trung tuyến ứng với tam giác vuông thì bằng nửa vĩnh huyền. BM bằng AM. Đấy.
Rồi. Hai cạnh bằng nhau rồi. Xem cái góc B1 với góc A1 có bằng nhau hay không. Các em đặt tên này, góc này là góc A1 đi, B1. B2 đi. Đây là A1. A2 đi. Góc B1 cộng B2. B1 cộng B2 thì bằng góc HBA. Góc HBA thì lại bằng góc IAC. IAC thì bằng A1 cộng A2. Đấy, mà A2 bằng B2 bằng 45 độ. Do tam giác ABC vuông cân. Thì đó suy ra B1 bằng góc A1. Như vậy lúc này hai tam giác này bằng nhau. Suy tam giác BHM bằng góc AIM. Là tam giác. Từ đó suy ra theo trường hợp cạnh góc cạnh, từ đó suy ra được là MH bằng MI. Đấy. Suy ra tam giác MHI cân. Cân tại M. Chúng ta sẽ chứng minh là vuông tại M nữa. Đấy, và góc M1 và góc M2. M1 và góc M2. Ta phải đặt tên góc M1 và góc M2. M1 và góc M2. Đấy. M1 và M2 mà đây là ngày M3 đi, M2 cũng M3 bằng 90 độ. M2 M3 bằng 90 độ. Từ đó các em sẽ suy ra được là M1 cộng M3 bằng 90 độ. Suy ra tam giác MHI vuông cân. Vuông cân. Đại M. Từ đó các em sẽ suy ra góc I1. Góc I1 bằng 45 độ. I1 bằng 45. Mà góc HIC bằng 90 độ. HIC bằng 90 độ. Suy ra I2. Đương nhiên rồi. Suy ra I2 cũng sẽ bằng 45 độ. I1, I2 bằng 45 độ. Suy ra góc I1 bằng góc I2 bằng 45 độ. Suy ra IM là tam giác. Tam giác của góc HIC. Đây, bài này nếu mà trình bày kỹ thì rất dài. Bài rất hay.